chào các bậc phụ huynh và các con. Trong video hôm nay, tôi xin gửi tới các bậc phụ huynh và các con nội dung hoạt động dạy vận động vỗ theo tiết tấu chậm, bài hát Mùa hè đến thuộc chủ đề hiện tượng tự nhiên mà các con đã được thực hiện tại trường. Ở hoạt động này, tôi sẽ sử dụng thẻ hoạt động L29 đi theo nhịp điệu nằm trong bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán do tổ chức cứu trợ trẻ em phát triển. Mục đích của hoạt động là nhằm giúp trẻ phát triển các kỹ năng trò chuyện lắng nghe, kỹ năng vận động vỗ theo tiết tấu chậm. Sau khi xem xong video, các bậc phụ huynh hãy thực hiện cùng với con em của mình tại nhà, giúp các con nhớ kiến thức và phát triển các kỹ năng một cách tốt nhất nhé. Ngay sau đây, xin mời các bậc phụ huynh hãy cùng tôi, cô giáo Ngô Thị Thơm và bé Mai Trang, trường Mầm non An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng thực hiện hoạt động nhé. Trang ơi, bây giờ cô sẽ cho con nghe một đoạn nhạc. Trang hãy lắng nghe thật tinh, xem đó là đoạn nhạc trong bài hát nào và do ai sáng tác nhé. Đó là đoạn nhạc trong bài hát nào nhỉ? Mùa hè đến ạ. À, vậy do nhạc sĩ nào sáng tác? Nguyễn Thị Nhung ạ. Cô và con hãy cùng hát vang bài hát này lên nhé. Con hát to lên nhé. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vờn hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến, mùa hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Cô có gì đây? Saxo. À, cô và Trang cùng chơi một trò chơi với chiếc saxo này nhá. Vâng ạ. Cô cháu mình cùng đứng lên chơi nào. Cô và Trang sẽ cùng chơi một trò chơi. Đó là trò chơi đi hát theo nhịp saxo. Trang chú ý này, để chơi được trò chơi này, con sẽ hát bài hát Mùa hè đến và đi theo nhịp saxo của cô Thơm nhá. Vâng ạ. Khi cô Thơm lắc saxo to và nhanh, con sẽ hát to và đi nhanh được chưa nhỉ? Ngược lại, khi cô Thơm lắc saxo nhỏ và chậm, Trang sẽ hát nhỏ và đi chậm nhá. Sẵn sàng chơi chưa? Sẵn sàng. Dê một cái nào. Dê. Chuẩn bị nào. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vờn hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến, mùa hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vờn hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến, mùa hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Con thấy bài hát Mùa hè đến có hay không nhỉ? Có. Bài hát Mùa hè đến còn được kết hợp với vận động vỗ theo tiết tấu chậm. Hôm nay cô sẽ dạy Trang nhé. À, vận động vỗ theo tiết tấu chậm là vận động vỗ 3 tiếng liên tục rồi mở ra đấy. 1, 2, 3, mở. Rồi, ở bài hát Mùa hè đến, con sẽ vỗ bắt đầu vào 3 từ Mùa hè đến, rồi lại mở tay ra. Cứ như vậy con lại vỗ liên tục 3 tiếng, rồi lại mở tay ra cho đến hết bài hát nhé. Vâng ạ. À, để thực hiện được vận động, Trang hãy xem cô thực hiện một lần nhé. Vâng ạ. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vờn hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến, mùa hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Cô thực hiện xong rồi. Trên đây cô có các dụng cụ âm nhạc. Trang hãy chọn cho mình một dụng cụ âm nhạc yêu thích và biểu diễn cùng với cô nhé. À, Trang đã chọn mõ dừa. Vậy cô sẽ chọn thanh na nhé. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vờn hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến,
hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Ngoài cách vận động sử dụng bằng dụng cụ âm nhạc ra, con còn có ý tưởng nào khác để vận động nữa không nhỉ? Có. À, con có ý tưởng gì? Cô Thơm có ý tưởng là cô Thơm sẽ đưa tay lên đầu làm con thỏ, vẫy ba cái rồi lại ngưng lại. Con có ý tưởng gì? À, Trang đánh tay đúng không? À, giờ cô và Trang cùng thực hiện theo cách của Trang nhé. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vần hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến, mùa hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Cô khen Trang nào, vỗ tay lớn lên nào. Cô và Trang vừa thực hiện theo ý tưởng của Trang rồi đấy. Bây giờ Trang hãy thực hiện theo ý tưởng của cô nhé. Đó là đưa tay lên trên đầu vẫy hình con thỏ nhé. Mùa hè đến, chim hót vui, bướm vần hoa lượn bay trong nắng. Mùa hè đến, mùa hè vui, em hát ca đón mùa hè sang. Cô khen con nào. Các bậc phụ huynh thân mến, trên đây là nội dung hoạt động dạy vận động vỗ theo tiết tấu chậm, bài hát Mùa hè đến thuộc chủ đề hiện tượng tự nhiên. Rất mong các bậc phụ huynh dành chút thời gian để thực hiện hoạt động cùng với con em của mình tại nhà. Cuối cùng, xin chúc các bậc phụ huynh thật nhiều sức khỏe, có những giờ hoạt động thú vị bên các con. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại.